một trong ba thế lực lớn nhất trong thế giới của Zero One ở đoạn đầu phim, Masubo Jinrai, tập đoàn Hidden Intelligence cũng như tổ chức quân sự chống lại sự nổi loạn của AI mang tên AIMS, Koro Vulcan, anh ta mang tên Isamu Fuwa là đội trưởng của tổ chức AIMS, là người luôn tiên phong để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới sự nổi loạn của AI, cộc cằn nhưng vô cùng nghiêm túc trong công việc. Fuwa được hành sự căm thù tột độ với đám Human Gear do những chức của bản thân anh trong quá khứ về sự kiện khủng khiếp ngày Daybreak. Anh tin rằng tất cả những Human Gear được thiết kế để tiêu diệt nhân loại và chỉ chờ đợi ngày bọn chúng bộc phát tính cách này trong bản thân. Cũng vì lý do đó, anh luôn muốn nghiền nát tất cả những tên Human Gear nổi loạn bằng chính đôi tay này. Anh là kẻ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để tiêu diệt những tên Human Gear đó và luôn phớt lờ mệnh lệnh của đồng nghiệp. Cũng vì Human Gear mà ban đầu anh khá thành kiến với tập đoàn Hidden Intelligence cũng như chủ tịch Aruto, anh luôn tin rằng tập đoàn này đã cố tình che giấu sự kiện Daybreak